Xin chào ông bà cô chú và anh chị đã ghé thăm kênh của Thi. Lâu rồi Thi mới làm lại video cho ông bà cô chú anh chị mình xem ha. Thì hôm nay sẵn dịp mà Thi làm kim chi để bán cho khách, thì Thi quay cái video này để hướng dẫn mọi người cách làm kim chi cải thảo nha. Thì công thức kim chi cải thảo hôm nay mà Thi chia sẻ cho mọi người là công thức của một đầu bếp Hàn Quốc nha. Đã chia sẻ lại cái công thức này cho chị của Thi. Thì thật ra thì có rất là nhiều công thức mà ông bà cô chú anh chị mình có thể tham khảo ở trên những cái video YouTube khác, cũng như là ở trên các nhóm học nấu ăn trên Facebook. Thì cũng đã từng làm rất là nhiều công thức. Mà thì khi mà em làm cái công thức kim chi cải thảo này và bán cho khách á, thì cái phản hồi của khách rất là tốt và khách rất là thích cái vị sốt kim chi này, nên là em giữ cái công thức này để làm bán cho khách. Thì mọi người, hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách làm nha. Đa số mọi người thấy là cái công thức kim chi của người Hàn á, thì người ta sẽ cho thêm mắm tép đúng không? Nhưng mà cái người đầu bếp Hàn này khi mà qua Việt Nam á, họ không cho cái nguyên liệu mắm tép vào trong cái kim chi nha mọi người. Họ không cho, nhưng mà ra thành phẩm kim chi vẫn rất là ngon. Cái vị kim chi không có quá ngọt, cũng không có quá mặn, rất là vừa vị nha. Một cái hộp như thế này thì tầm khoảng 600g kim chi. Cái phần nước á, mình sẽ cho vừa phải thôi mọi người. Thường thì em sẽ chia ra cái phần nước nó tầm khoảng 100g thôi, chứ mình đừng có cho vào nhiều ha. Mọi người lưu ý cho em là mọi người phải bám sát công thức nha. Đồng thời là phải cân đúng cái lượng gia vị nha. Và muốn làm ngon đúng quý vị luôn thì mọi người cho đúng cái nguyên liệu, dùng đúng nguyên liệu thì nó sẽ ra cái thành phẩm kim chi của mình ngon nha. Đầu tiên là mình sẽ đi rửa cái phần cải thảo. Thì cái phần cải thảo mọi người nhớ mua cái bắp nó tươi như thế này ha, và mua cái loại cải Đà Lạt thì nó sẽ ngon hơn nha. Thì một bắp như vậy thì nó tầm khoảng là 700g đến 900g nha. Rồi giờ mình sẽ cắt ra. Thì ở đây em có hai cách để mình sơ chế và rửa cái phần cải thảo này. Một á, là mọi người sẽ mình sẽ cắt cái phần đầu như thế này. Mình không cắt sát nha mọi người, mình chỉ cắt bớt cái phần gốc thôi. Mình cắt bớt phần gốc. Sau đó mình sẽ cắt đôi ra, chỉ đôi ra. Nhưng mà mình sẽ không cắt luôn tù tì, mà mình sẽ cắt một chút thôi. Sau đó mình sẽ tách ra ha. Mình sẽ tách ra như thế này. Rồi mọi người có thể tách ra, chỉ làm tư ha. Mình sẽ chỉ làm tư. Cách thứ hai là em sẽ cắt trực tiếp luôn, mình sẽ cắt khúc trực tiếp luôn. Thì ở đây em sẽ cắt khúc trực tiếp luôn nha. Lưu ý là về cái phần này mình không có tách cắt rời nha. Đây em cắt khúc ra luôn nha. Cái phần lá này thì mình để cái lá chiều dài, lá to nha. Sau khi mà mình cắt xong thì mình sẽ đi rửa sạch nha. Mình sẽ rửa nước cho nó sạch, sau đó mình mới ngâm cái phần vào phần nước muối. Sau khi mà cái phần cải thảo mình rửa sạch rồi ha, thì mình sẽ cho cái phần muối hột vào trong nước nha. Mình pha cho cái phần muối hột này nó tan đều trong nước. Rồi giờ mình sẽ cho cải vào mình ngâm nha.
là mình ngâm cái phần cải thảo này trong cái nước muối á, thì mọi người muốn cho cái phần cải thảo nó ngập nước, ngập ở dưới nước muối á, thì mình nhớ là mình đè một cái vật nặng như thế này xuống ha, thì cái phần cải của mình á, nó sẽ ngâm dưới cái phần nước muối này. Và thời gian ngâm cải thảo nó sẽ dao động tầm khoảng 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi cho em nha. Thì trong quá trình mình ngâm cải với nước muối thì mình sẽ đi chuẩn bị những cái phần sốt kim chi nha. Đầu tiên là mình sẽ làm cái phần sốt nếp. Thì nếp mình sẽ pha với nước nè. Mình khuấy tan ha. Và mình cho vào chảo mình khuấy cho nó sệt lại nha. Thường công thức của người Hàn đặt gia vị đặc trưng của nó gồm có sốt nếp nè, đường bắp, siro đường bắp và mắm tép. Nhưng mà ở đây em sẽ biến tấu một chút xíu cái nguyên liệu để phù hợp với người Việt của mình hơn. Giờ mình sẽ cho cái phần nếp vào chảo ha, để mình trùng sệt lại. Khi mà mình thấy cái phần nếp nó sệt lại tầm khoảng 70% thì mình tắt bếp điện cho em. Và mình tiếp tục mình đảo đều lên. Không có trùng cho cái phần nếp này nó chín hoàn toàn 100% nha. Cái phần sốt nếp mình làm, cái phần sốt nếp mình nấu đạt là khi nó sệt lại như thế này. Ha. Nên là khi mình nấu, mình thấy cái phần bột nếp nó bắt đầu nó đặt lại tầm khoảng 70% là mình tắt bếp liền cho em. Thì nó mới ra được cái phần sốt nếp như thế này nha. Không quá đặc ha. Rồi mình sẽ để cho cái phần sốt nếp này nó nguội hẳn ha. Giờ em sẽ con cái phần gia vị cho cái phần sốt kim chi nha. Mình sẽ cho nước mắm. Nước mắm mình dùng nước mắm truyền thống á, nước mắm có độ đạm cao thì nó sẽ ngon hơn là nước mắm công nghiệp nha, nước mắm Nam Ngư nha. Cho vào đây muối cho em, còn đường cát ha. Bột ngọt. Nếu mà mọi người không thích bột ngọt thì mọi người có thể giảm đường, giảm muối một chút xíu cho em nha. Còn ở đây em sẽ cho thêm bột ngọt vào. Mọi người có thể sử dụng tương ớt Việt Nam cũng được, hoặc là tương ớt Hàn Quốc. Tương ớt Hàn Quốc thì nó ngon hơn tương ớt Việt Nam. Nhưng nếu mà mọi người không có tương ớt, mua được tương ớt Hàn Quốc thì mọi người dùng tương ớt Việt Nam cũng được nha. Sau khi mà mình con gia vị xong rồi, mình sẽ cho thêm cái phần lê nè, hành tây, ớt, tỏi vào chung luôn nha. Và mình đem đi xay cho em ha. Rồi sau khi mà xay cái phần sốt xong, mình cho vào trong thùng luôn nha. Tiếp theo là mình sẽ cho cái phần bột ớt Hàn Quốc vào. Bột ớt Hàn Quốc thì mọi người mua cái bột ớt cánh nhuyễn hoặc là cánh to cũng được, tùy mọi người. Mình sẽ cho hẹ nè, hẹ ha, gừng. Gừng mình cắt sợi, hẹ mình cắt khúc. Cà rốt và củ cải mình cũng cắt sợi cho em. Không bào nha, mình cắt sợi nha. Bào nhuyễn quá nó cũng không có ngon. Rồi khi mà cái phần sốt nếp này nó nguội rồi, mình cũng sẽ cho vào luôn. Cho cái phần sốt nếp này vào luôn.
Nhớ là khi mà mình để cho cái phần cải thảo á, mình có thể làm cái phần sốt này trước 1 tiếng. Khi mà mình bắt cải thảo ráo cái phần nước muối rồi, mình để cho cái cải thảo nó nghỉ thêm 1 tiếng nữa, thì trong quá trình đó mình trộn cái phần sốt này cho em nha. Mình phải làm song song để cho cái phần sốt này nè nó ra nước nè. Nó sẽ còn ra nước nha. Rồi giờ mình sẽ chờ phần cải thảo ráo nước thì mình sẽ trộn cái cải thảo này vào phần sốt này nha. Làm sao để mình biết là cải ngâm trong nước muối nó đạt rồi, thì mình lấy một cái miếng cải ha, mình bẻ lại. Nếu mà khi mà mình bẻ mà nó không có gãy mọi người ha, em bẻ mà nó không có gãy, nó không có gãy cái phần cải ra thì đạt nha. Rồi giờ mình sẽ vớt cái phần cải thảo này ra khỏi nước muối nha. Lưu ý cái cải này mình sẽ không rửa lại với nước. Mình vớt ra sau đó mình sẽ đi vắt cho cái phần cải thảo này nó ráo nước muối nha. Giờ mình sẽ vắt cái phần cải này. Mình vắt cho nó ráo nước. Ráo cái phần nước muối. Cho cái phần cải thảo này vào một cái khay hoặc một cái rổ có lỗ nha. Mọi người mà kinh doanh nhiều á, ví dụ mình kinh doanh số lượng lớn á, tầm khoảng 20kg, 30kg, 50kg á, thì mình có thể cho cái sau khi ngâm nước muối xong, mình có thể cho cái phần cải thảo này vào trong cắt miếng như thế này thì nó khó vắt hơn. Mình sẽ cho cái phần cải thảo này, nhưng mà lưu ý với em là mình cắt miếng mình mới cho nha. Mình cho vào một cái túi vải á, túi vải để mình cho vào lòng máy giặt. Mình để chế độ vắt á, mình vắt tầm khoảng 2-3 phút, chế độ vắt khô nha. Mình vắt tầm khoảng 2-3 phút thì nó sẽ nhanh hơn là mình vắt bằng tay. Nhớ là để cái thả thảo trong một cái rổ hoặc một cái khay có lỗ như thế này. Và mình sẽ để cho cái cải thảo này nó nghỉ thêm cho em là 1 tiếng nữa nha. Rồi mình mới trộn cái phần sốt vào, không trộn liền nha. Mình để cho cái cải thảo nó ráo thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Không còn phải phơi nắng hay là cho vào máy sấy phơi héo gì đâu mọi người. Mình không còn phải phơi nắng hay là cho vào máy sấy để cho cái phần cải này nó ráo một lần nữa đâu. Mình chỉ cần để nghỉ như thế này là được, để trong một cái khay hoặc một cái rổ có lỗ mà mình để nghỉ cho em tầm khoảng 1 tiếng rồi mình mới trộn vào, mình mới cho cái phần sốt vào mình trộn. Rồi giờ cái phần cải thảo mình đã để nghỉ được 1 tiếng rồi. Phần sốt nó cũng đã ra nước rồi nè. Giờ mình sẽ cho cải thảo vào mình trộn chung với phần sốt này nha. Nếu mà mọi người làm bẹ, mọi người không cắt như em mà người làm bẹ thì mình phải chét là mình sẽ tách từng bẹ cải ra và mình chét cái phần sốt này vào nha. Mình chét vào. Còn ở đây thì em cắt, em trộn luôn cho nó nhanh. Sốt kim chi nó thơm lắm mọi người. Mọi người làm theo cái công thức em chia sẻ hôm nay á, cái sốt làm rất là thơm. Và cái màu kim chi nó cũng rất là đẹp ha. Cái màu kim chi rất là đẹp. Cái phần công thức của sốt kim chi này là nó vừa đủ cho 5kg cải thảo luôn. Không quá nhiều sốt nha, vừa đủ. Thì mình để luôn hai cái bọc mà hai cái bao này đừng có bỏ. Để lát nữa mình sau khi mình ủ xong thì mình lấy hai cái bao này mình chia vào trong hộp luôn. Thì lưu ý cho em mình sẽ đậy nắp lại. Và thời gian ủ nó tùy vào thời tiết. Nếu mà thời tiết nóng á, thì mình ủ từ tầm 8 đến 9 tiếng là được. Nhưng mà còn thời tiết không quá nóng thì mình ủ cho em 10 tiếng. Còn mấy anh chị cô chú nào mà mình ở
ở xứ lạnh á, thời tiết lạnh á thì mình có thể ủ 12 tiếng cho em nha. Mình có thể ăn thử, nếu mà kim chi nó có vị chua hơi nhẹ thôi là mình sẽ cho vào hộp và mình bảo quản tủ mát liền cho em. Không để cho cái kim chi này nó chua nhiều bên ngoài nha. Bởi vì nếu mà để kim chi này nó chua nhiều bên ngoài mình mới cho vào tủ mát mình bảo quản thì kim chi nó sẽ nhanh chua. Nó chỉ còn chua nhẹ là mình cho vào tủ mát liền cho em ha. Sau khi mà mình cho cái phần kim chi chia ra từng hộp này rồi, giờ mình mới cho cái phần nước vào nha. Làm sao mà mình chia ra còn đủ tầm khoảng 600g cả nước luôn. Nhưng mà cái phần nước thì mình cho vừa thôi, không cho quá nhiều nha. Chủ yếu là mình cân cái phần kim chi cải thảo cho khách. Còn cái nước thì mình sẽ cho thêm. Nói chung là cân làm sao nó tầm khoảng 600g đến 650g là được một hộp. Mình bán là 50.000 đến 60.000 một hộp nha. Nếu mà ông bà cô chú anh chị mình có thắc mắc gì về cái món kim chi cải thảo này á thì mọi người cứ để bình luận lại phía dưới và có thời gian thì em sẽ hỗ trợ giúp mọi người nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh để có thể xem những cái video tiếp theo của em nha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.